Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Mark One. Và video ngày hôm nay, như là tiêu đề thì mình sẽ chia sẻ cái trải nghiệm của mình sau khoảng gần một tháng mình đã sử dụng và đóng họ cho Apple hết khoảng 5 triệu đồng chỉ vì những cái món phụ kiện rất là nhỏ nhặt như thế này. Và mình sẽ chia sẻ với các bạn xem là những cái phụ kiện của Apple nó đắt có thực sự là sắt ra miếng hay không. Ok, bắt đầu thôi. Mark One số 1 về Mark. Và cái thứ mà mình muốn chia sẻ đầu tiên với các bạn là cái món sản phẩm mà mình nghĩ rằng là nó có nhiều cái vấn đề nhất, nhiều người chê, nhiều người khen. Đó chính là cái rẻ lau màn hình này của Apple, trị giá là khoảng tầm 500.000 đồng. Vâng, với 500.000 đồng chúng ta sẽ sở hữu được một cái rẻ lau, mà thôi mình sẽ gọi là khăn lau đi cho nó trang trọng, và nó sẽ có logo Apple ở đây. Và đây mình nghĩ rằng là nó sẽ chiếm 490.000 đồng rồi, còn 10.000 lại là về phần chất liệu. Ok, mình đùa vậy thôi. Và chiếc khăn này thì nó sẽ có kích thước là khoảng gấp đôi chiếc iPhone 13 Pro Max của mình đang sử dụng. Đây, mình gấp nó vào thì nó bao trọn được cái iPhone này. Còn nó bao nhiêu cm vuông thì mình không biết nữa. Với cấu tạo của nó thì sẽ được làm từ hai lớp, cho nên là mình cảm giác cái cảm giác cầm nắm nó rất là dày dặn. Và đặc biệt hơn là nó có cái màu xám kiểu cháo lòng như thế này, thì khi mà bụi nó bám vào đây chúng ta sẽ không cảm thấy là nó bị quá là bẩn hay là chúng ta phải đi vệ sinh. Và đặc biệt là cái chiếc khăn này ấy, mình đã lau khoảng tầm gần một tháng rồi, nên là cái màu này các bạn nhìn có thể, đây lát nữa mình sẽ quay cận vào để các bạn có thể nhìn thấy là nó không bị bẩn đi quá nhiều đâu. Apple giới thiệu rằng là chiếc khăn này nó sẽ lau rất là tốt ở trên các cái bề mặt kính của các thiết bị do Apple sản xuất, như là iPhone này, MacBook này, và đặc biệt hơn là một cái màn hình mình nghĩ rằng là rất đắt tiền, đó chính là cái màn hình XDR của Apple. Màn hình này thì mình nghĩ rằng là các bạn phải sử dụng cái khăn này để lau tăng cái độ bền của máy, bởi vì là cái màn hình nó lên đến cả hơn 100 triệu cơ mà. Và với chiếc rẻ lau 500.000 này thì mình có thể lau được iPhone này, mình có thể lau được MacBook, thậm chí là mình có lau iMac, lau đồng hồ, lau xe, lau cầu thang. Và mình đùa một chút cho vui thôi. Còn khăn lau này thì Apple khuyến cáo rằng là chúng ta chỉ nên lau cái bề mặt kính của Apple mà thôi nhé. Đây, mình sẽ lau thử cho các bạn xem chiếc iPhone của mình. Và với chiếc khăn lau này thì chúng ta chỉ cần lau một đường thôi là toàn bộ cái bề mặt kính này nó sẽ sạch hết. Và khi mà chúng ta trải nghiệm lại ở trên màn hình sẽ cảm thấy rất là mượt. Và sản phẩm tiếp theo đó chính là chiếc Oppo MagSafe, có giá là khoảng tầm 1.800.000. Đây là chiếc hộp đóng gói của nó các bạn nhé. Chúng ta sẽ có sách hướng dẫn sử dụng ở trong này. Và chiếc ốp này thì sẽ có tích hợp cả sạc MagSafe luôn, nên chúng ta có thể sạc không dây kết nối qua cái chiếc ốp da này. Với phiên bản ốp của Apple thì họ sẽ có hai phiên bản cho chúng ta lựa chọn, đó chính là ốp da hoặc là ốp silicone. Thì ở đây mình chọn ốp da, bởi vì là cái khả năng cầm nắm ở trên da lúc nào nó cũng sẽ thích hơn. Và với chiếc ốp MagSafe này thì nó sẽ có cái hiệu ứng rất là đặc biệt khi mà chúng ta lắp vào, mà nó rất là khác, những cái ốp khác sẽ không có. Đây, mình sẽ quay cho các bạn. Đó, nó sẽ có một cái vòng tròn hiển thị MagSafe. Và với gia công bằng da của Apple từ trước đến nay thì mình luôn đánh giá cao cái khả năng cầm nắm, nó rất là chân thật và nó cũng là khá là cứng cáp. Và với chiếc ốp này thì sẽ được gia công đầy đủ, khoét lỗ những phần sạc này, mic này hoặc là loa. Bên cạnh thì chúng ta sẽ có những cái phím bấm ở nút nguồn và phím tăng giảm lượng, thấy nó rất là mềm, bấm khá là dễ. Cái này thì mình nghĩ rằng là các bạn nữ cũng sẽ bấm khá là thuận tiện thôi. Ở màn trên này thì cái phần ốp được nhô ra thì nó vẫn bảo vệ được màn hình, nên khi mà chúng ta rơi từ trên cao xuống thì mình nghĩ rằng là nó cũng sẽ giảm cái nhiệt cho màn hình. Và ở mặt sau này cũng thế, cái phần nhô ra này nó vẫn có thể bảo vệ được camera của chúng ta. Và một cái điểm nữa mà mình rất là ưng ở chiếc ốp này là khi mà chúng ta rơi ấy, thì cái phần da này nó sẽ tiếp xúc xuống dưới đất và nó sẽ không làm ảnh hưởng đến cái phần máy. Đây, mình đã làm rơi một vài lần rồi, lát nữa mình sẽ quay cận cảnh cho các bạn thấy được cái vết mà da nó bị móc vào. Cho nên các bạn dùng ốp da chúng ta cũng lưu ý là hạn chế làm rơi nhất có thể để bảo vệ được cái thẩm mỹ của chiếc ốp này nhé. 1.800.000 cơ mà. À, ở bên trong thì chúng ta sẽ có một cái lớp nhung để bảo vệ. Và khi mà cái lớp nhung này ấy, thì khi chúng ta bị bụi bám vào đây nó sẽ không thể dây xước máy như là các ốp khác, mà nó sẽ có một cái lớp nhung mềm, thì bụi ở trong này nó sẽ không di chuyển quá nhiều gây cái xước cái phần mặt sau. Nói chung là mình dùng cái ốp này được khoảng tầm gần 2 tháng, hơn 1 tháng một chút, thì nó khá là một cái trải nghiệm rất là tốt, bởi vì cái mặt sau của mình gần như là sẽ không có một cái vết xước nào cả. Và hai cái món sản phẩm trên thì mình nghĩ là nó cũng khá là đáng tiền rồi. Và còn một sản phẩm cuối, đó chính là chiếc sạc dự phòng MagSafe của Apple, trị giá là khoảng 2.500.000. Và mình đánh giá là chiếc sạc này thì nó sẽ ở mức khoảng tầm 7/10 điểm, bởi vì một số cái ưu nhược điểm như sau.
Ưu điểm đầu tiên đó chính là nó rất là nhỏ gọn và thời trang. Thực sự là một cái sạc dự phòng mà đẹp như thế này và nhỏ gọn như thế này thì ở trên thị trường gần như là không có. Và đặc biệt nó vẫn có cái logo quả táo ở đây, thực sự là sang chảnh. Và khi mà chúng ta sử dụng iPhone và sử dụng ốp MagSafe ấy, thì khi mà sạc chúng ta chỉ cần kết nối như thế này. Đó, nó sẽ dính chặt vào đây và nó sẽ hiển thị sạc ở trên màn hình, thực sự là rất là cao cấp. Và khi mà mình cầm như thế này thì ban đầu tiên mình cảm thấy nó khá là vướng, nhưng mà sau khi một thời gian dài sử dụng rồi thì mình cảm thấy rất là quen, và thậm chí là nó còn làm đẹp cho cái ốp của mình hơn khi mà có một cái logo quả táo ở đây, cũng như là một cái phần được nhô ra ở đây khi mà chúng ta đặt lên mặt bàn hoặc là đi cà phê cũng rất là tiện. Và chiếc ốp này nó sẽ có cái công dụng, mình ví dụ như là khi mà điện thoại của mình nó khoảng tầm còn 10% ở buổi sáng, khi mà đêm qua mình không sạc chẳng hạn, mà buổi sáng mình sẽ có một chiếc sạc dự phòng như này thì chúng ta chỉ cần gắn vào thôi. Đó, thì chúng ta có thể là vừa tiếp tục công việc của chúng ta và vừa sạc máy khi mà chúng ta ở bên ngoài không mang theo sạc dây. Đó, rất là tiện. Nhưng một cái nhược điểm khá là lớn ở chiếc ốp này, chính vì nó nhỏ như này nên là dung lượng pin của nó sẽ chỉ có là 1460 mAh mà thôi. Như vậy thì nó có một cái dung lượng rất là nhỏ. Và đặc biệt là sạc qua MagSafe như này thì cái tốc độ sạc của nó rất là chậm. Mình phải nói luôn là rất chậm. Khi mà chúng ta cắm như thế này thì chúng ta phải đợi khoảng tầm gần 1 tiếng đồng hồ nó mới lên được khoảng tầm 40% cho chúng ta sử dụng. Nhưng mà 40% ở trên 13 Pro Max thì cũng có thể đáp ứng được cho mình đến tận cuối ngày rồi. Như vậy thì cũng là khá là tiện. Và một cái nhược điểm nữa, mà cái nhược điểm này thì chính Apple cũng đã nhận ra rồi, là chính cái chiếc ốp MagSafe này nó sẽ tạo thành một cái khuôn, một cái vòng ở trên chiếc ốp silicone hoặc ốp da chúng ta, thì nó sẽ để lại cái phần hằn ở trên thiết bị. Nhưng mà đặc biệt là mình dùng ở trên cái chiếc ốp màu đen này thì mình dùng gần một tháng, hơn một tháng rồi, chưa thấy cái vòng tròn nào để lại cả. Ban đầu thì cũng có nhưng mà chả hiểu vì sao về sau nó lại bay mất. Cái điều này thì mình cũng không có thể lý giải được. Đó, và trên đây là khoảng tầm 5 triệu tiền phụ kiện với mình trải nghiệm trong khoảng 2 tháng. Thì mình nghĩ rằng là nó cũng rất là xứng đáng với lại số tiền bỏ ra khi mà chúng ta có được cái trải nghiệm rất là cao cấp đến từ Apple thôi. Và quan điểm của các bạn như thế nào về những cái phụ kiện này, hãy cùng comment xuống bên dưới để cho mình được biết nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.